Vâng, thưa quý vị, mới đây tại sự kiện Sony Show 2017 diễn ra 3 ngày tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút được hàng nghìn bạn trẻ tới tham dự. Đây là sự kiện thể hiện tinh thần Sony Live to the Max, trẻ trung và đầy cuồng nhiệt. Đặc biệt tại ngày cuối cùng của sự kiện, ông Kazuo Hirai, CEO và chủ tịch tập đoàn Sony toàn cầu đã bất ngờ xuất hiện trên sân khấu Sony Show 2017, khiến cho nhiều fan của Sony tỏ ra rất bất ngờ và thích thú. Sony Show là sự kiện thể hiện rõ tinh thần One Sony, nơi bạn có thể trải nghiệm tốt nhất những công nghệ mới đến từ Sony, không chỉ trong lĩnh vực điện tử, game, mà còn là thế giới giải trí toàn diện. Thể hiện tinh thần khám phá và thách thức tạo ra những điều mới mẻ, Sony luôn nỗ lực tạo ra những sản phẩm hoàn hảo, giúp kết nối cảm xúc tự nhiên chân thật nhất và khiến những người yêu Sony có thể cảm nhận được cuộc sống một cách sống động nhất. Bất ngờ lớn nhất tại Sony Show 2017 lần này chính là sự xuất hiện của ông Kazuo Hirai, CEO và là chủ tịch tập đoàn Sony toàn cầu. Sự xuất hiện của ông Kazuo Hirai tại Sony Show 2017 ở Việt Nam với một phong cách giản dị, ấm áp, đã truyền cảm hứng cho giới trẻ Việt Nam về một phong cách sống Live to the Max. Đây chính là điều mà Sony và Sony Show 2017 luôn muốn truyền tới giới trẻ Việt Nam và những người yêu mến Sony.